không biết được mấy đồng trừ phí giao dịch 2.000 đô không khéo lại lỗ. Lỗ hay không cùng xem kết quả của mình nhé. Mình đã giao dịch 2.000 đô cặp EGLD USDT, phí giao dịch hết 1 đô và nhận về 40 đô airdrop. Tiền tươi thóc thật kéo xị nha. Video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ 3 cách kiếm tiền cho người ít vốn. Số 1, Learn to Earn trên Binance. Đọc hoặc xem video kiến thức ngay từ bây giờ, sau đó đợi đến 3 khung giờ này để bắt đầu làm bài quiz 10 giờ sáng, 3 giờ chiều và 9 giờ tối ngày 6 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Ai làm xong trước sẽ được ưu tiên nhận thưởng trước. Phần thưởng sẽ là các token này, tùy thuộc vào khóa học và số lượng câu trả lời đúng của bạn. Và trang chủ Binance và chọn vào banner này để tham gia nhé. Số 2, Learn and Trade đồng BSV để cùng chia sẻ quỹ thưởng 100.000 đô. Tương tự vào trang chủ Binance, chọn vào banner này có 3 option để bạn lựa chọn, tương ứng với các nhiệm vụ như giao dịch cặp BSV, sau đó đọc và trả lời câu hỏi hoặc chia sẻ banner với chương trình, chụp ảnh màn hình và chia sẻ đó để nhận thưởng. Số 3, dành riêng cho thành viên của 5 phút crypto tham gia thảo luận trong group chat để nhận tới 40 đô airdrop mỗi tháng. Chỉ cần là thành viên hoạt động tích cực và nhiệt tình nhất trong group của 5 phút crypto, anh em sẽ nhận ngay từ 20 đến 40 đô airdrop. Kết quả sẽ được công bố và trao thưởng liên tục hàng tháng. Vừa được hóng thông tin thị trường, học hỏi kinh nghiệm, vừa được chém gió tâm sự mà vẫn có tiền. Link tham gia trên bio nha. 5 phút crypto, crypto cho người bận rộn.